hôm nay Long sẽ giới thiệu cho mọi người một cái món ăn khá là đặc sắc, và cái món này là chỉ có, thực sự là chỉ có miền Tây mới có thôi mọi người, nhưng mà lại có thể được tọa lạc ở trong một cái khu chợ Bà Chiểu. Ở đây địa chỉ là Long lấy luôn cái địa chỉ đối diện nha, là 304 Bùi Hữu Nghĩa. Cái bánh này là bánh miền Tây, bánh bò, bánh hôm nay là cô bán 6 món, cũng khá nhiều bánh á. Như nè, đấy là thấy bánh đúc lá dứa nè, là cái màu xanh lá này nè, bánh chuối cô làm rất ngon nha. Thì cô có làm hai loại bánh chuối lận, thì có loại chuối sắc với lại chuối miếng luôn kìa. Rồi bánh bột bán nè, bánh khoai mì, bánh bò đó, rất là đông, và cô bán trong khoảng có một vài tiếng rồi mọi người. Và Long nghĩ là cái công thức đặc biệt nhất trong cái món hôm nay á, đó chính là cái nước dừa. Còn cái nước dừa như thế nào thì Long cùng mời mọi người vô và tìm hiểu cùng với Long ấy ha, chứ hôm nay cũng khá là đông nên để coi chờ như thế nào đây. Vậy hôm nay có mì hả? Khai mì đông hả? Đông ha. Hôm nay là không... khai mì không có nợ uống thôi. Thèm hay mì sợ. Rồi cô làm, cô làm mà không ngớt tay luôn á. Đâu phải mì đâu, có phải mì không? Ừ, phải mì nè, phải mì viên. À phải mì viên. Còn khá là rẻ nha mọi người. Cô bận quá cô. Để coi trên mạng mới thấy. Cô không coi trên mạng cô mới thấy. Ừ, đúng rồi, vậy coi trên mạng vậy mới thấy. Rẻ không cô ha? Rẻ mà ngon. Có 10.000 thôi. Con phải nhất là bánh bè, bánh bò á. Mà con nghe nói đây là cô tự làm hết luôn. Tự làm ở nhà đó, chiếu ở nhà thấy sạch sẽ lắm. Dạ. Nhưng mà em ơi, chị phải mì sợi quá. Hả? Em thấy chị làm phải mì sợi em mê á. Nhưng mà lúc này hả? Còn bán hộp 15.000 cũng đủ thứ nha chị. Rồi bỏ vô đi giùm em. Đó, tá lả là 15 là hộp lớn này nè mọi người. Xe nó không có cho đi đó. À, hôm nay chơi phải mì này luôn. Phải mì sợi chứ em thấy chị ngồi cho làm một tay mà chị đều ghê vậy. Cô hôm nay là cô bị gì, cô phải mì luôn á hả? Phải mì luôn á. Ủa hay hay quá ha, con nhìn như là bánh. Hôm nay bị sượng nên không làm sợi. À. Hôm qua làm phải mì sợi mà nó hơi sượng. Bất giờ thôi ngày mai qua ăn phải mì sợi tiếp. À. Con thấy con thích là cái nước nước dừa này. Dừa. Trời ơi là mê nước dừa đó. Đúng rồi. Dạ. Giờ phải như ngày xưa. Ồ, tội nghiệp ha. Cái này là cô bán từ mấy giờ giờ cô? 1 giờ. 1 giờ trưa. 1 giờ đó. Dạ. Đông quá nó cũng đóng. Cho tới là khoảng, nếu mà hôm bữa là Long tới là lúc 3 giờ rưỡi là hết sạch rồi đó mọi người. Đó. Rồi. Em học đút 15 đi chị. Rồi đút với bánh chuối 10 đồng nữa. Rồi. Chị ha. Đông rồi ha. Cô làm không sợ tay. Bánh này thực sự là chỉ có miền Tây á mọi người. Đút với bánh chuối. Miền Tây. Rất là ngon. Ủa, đút mà, đút với một hộp nhỏ như này nè là 10.000 nè. Đó, hộp lớn này là 15. Rất là rẻ. Mọi người thích kéo gì thì cô lấy cái đó cho. Thì hôm nay là có 6 món nè, nên là bây giờ hả? Đông quá nó cũng hốt. Dạ. Ờ. Uống sao xa cách giảng giùm em đi mấy chị ơi. Đủ nghe không đi mấy chị ơi. Đấy rồi mình lúc chú này vậy vậy. Ờ, em phụ ra. Rồi. Khách cục phụ luôn, khách cục phụ dùm cho cô luôn. Chung là nếu mà muốn tới mà nói chuyện được với cô á, Long nghĩ là phải tới sớm á mọi người. Cái này nước đường á cô hả? Dạ, nước đường ăn bánh đúc á. À. Rồi, đúc 15 đó chị, đúc 15 với đầy đủ 15. Rồi nè, cột cho em. Đường, ăn bánh đúc này nè, bánh đúc lá dứa. Hôm bữa là mình ăn bị lộn á bà. Nước đường ăn với bánh đúc lá dứa. Hèn chi mình bỏ cái nước dừa vô ăn nó lại không thấy ngon, ăn thấy nó nhàn nhàn, ai ngờ mình ăn không đúng cách. Làm bỏ nước đường vô nó có ăn bình thường luôn hả cô hả? Chung là cô cũng thân thiện lắm mọi người, vui tính lắm, chỉ là khá là đông á nên là cô cũng không có tiện nói cho mọi người, đúng không? Lúc này là đông không, lúc này dạ. Là người ta giãn cách xã hội. Dạ, nên mọi người cũng thông cảm ha. Sợ con ăn nó hốt một cái là đói. Cái nước dừa này nè mọi người nên ăn cái lúc mà nó nóng á, nghĩa là vừa mới mua xong là ăn liền luôn là hợp lý nhất, là rất là ngon. Lấy hộp đầy đủ thì chút. Rồi, có gì dân để muỗng đâu? Muỗng không? Rồi cảm ơn em đó. 20 đầy đủ luôn. 20 cô cũng bán luôn. 20 đủ.
cô làm là có găng tay đồ cô bóp nên là rất là sạch ha. Mọi người cứ an tâm ăn. Đây Lâm sẽ đứng bên đây coi. Đấy, nó dễ nhìn. Cái nước này nóng lắm nha. Này cô có người nhà ra phụ không? À. Hôm nay con thấy chuối này là mới nè. Chuối nào ngày nào cũng mới chứ. À. Con muốn ăn thử cái chuối coi như thế nào coi. Chuối đó ngày nào cũng có. À. Vậy chắc hôm bữa con tới trễ không có hả? Bây giờ khó lắm cô, bây giờ chúng ta đuổi chuối nè. Dạ do dịch thôi mà cô ha. Dịch. Dạ. Dịch đó con. Dạ. Kệ okay, ráng hết cái đợt dịch này là mình đỡ, nói chung là khách này đứng thoải mái hơn ha cô ha. Dạ. Đồ thì lên. Dạ. Ủa cái này là gì vậy em? Bánh mì kia. Chấm tài nhân hả? Dạ dạ, chấm nhân dừa. Rất là rẻ, 10, 15, 20. Cả nào cũng có. Mà Long thấy ăn 10 là thấy no rồi đó mọi người. Cảm ơn. Nhưng mà ăn 2 người thì 15 là ok. Một mình cô bán năm nay được nhiêu năm rồi? Cũng vài năm rồi, tại vì cô làm biết làm thì làm lâu rồi. Dạ. Tại vì đó cô làm bánh phở mới mà. À, cái giờ mình ra mình bán ngoài luôn. Giờ ra bán ngoài không có bỏ nữa. Dạ. Đó nên là giá cô rất là rẻ luôn, nói rất là rẻ nha, kiếm Sài Gòn chắc không có luôn á, chỉ có mình cô á. Địa chỉ đây là 304 Bùi Hữu Nghĩa đối diện á. Đó, mọi người tới là thấy cái xe nào mà bu đông nhất là chỗ đó chứ không có chỗ nào nữa đâu. Đó, mỗi lần bóc bánh là cô sẽ phải đeo găng tay vô cho nó sạch sẽ. Dạ. Mọi người thấy khách rất là đông. Một mình cô bán, mình cô làm. Một bịch này ăn là nhiều lắm ấy nha. Một bịch nhỏ vậy thôi mà ăn nhiều lắm á mọi người. Nó đủ hết á, cái hộp lớn luôn á. Bánh bò trắng cái gì chị? Đây nè, Long tới đằng trước, Long quay cho mọi người xem. Tới khoảng 3 giờ, 3 rưỡi là cô đã hết rồi. Muỗng thì mọi người nếu mà đông quá muỗng ở đây nè. Đó, bịch thì cô lấy ra sẵn luôn cho. Bữa nay không có khoai mì hả? Có. Có khoai mì không? Khoai mì nè. Khoai mì dắt dắt ra. Khoai mì dắt hả? Khoai mì bỏ vô em. Khoai mì đó lúc này. Khách là cứ tới ùn 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 ùn. Tưởng thôi mà làm cái đó cũng ngon nên cô làm cái này. Ăn thử đi. Cái này có nhân không? Đậu đâu? Dừa. Ngon lắm nha. Thử lá này là ngon. Mọi người nhớ là ăn cái bánh đúc lá dứa này nè. Ăn với nước đường là được. Còn lại ăn gì cũng rất là ngon hết. Ủa dụ con vừa bỏ bánh bỏ nước đường vô, con vừa bỏ nước dừa vô ăn được không cô? Vẫn được á hả? Cô này là tự làm lên á, nên là mọi người nhìn cái cách cô vò rất là đều, cái nào ra cái đó nha. Đó. Mà đẹp tay nữa, đó. Khéo tay lắm, cô làm khéo tay lắm. Dạ. Một hộp to này 15 ngàn nè mọi người, ăn nó tới chiều luôn á. Có mình cô thôi nên cũng hơi bất tiện. Đó, mọi người có gì tới thì cũng thông cảm cho cô ha. Dạ. Vô lấy giùm em luôn đi.
Long cũng xin kết thúc clip tại đây. Cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi và đồng hành cùng với Long trong ngày hôm nay. Thì địa chỉ ở đây hiện tại là đối diện nha, là 302 Bùi Hữu Nghĩa. Thì mọi người ở trong đây là cái chợ Bà Chiểu luôn á mọi người, chợ Bà Chiểu quận Bình Thạnh á. Thì mọi người cứ tới và thấy cái chỗ nào đông nhất từ khoảng 1 giờ là chắc cú là đầy đủ món luôn. Còn tới càng trễ thì sẽ càng hết món, thì mình lại không có duyên. Cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi và đồng hành. Hẹn gặp mọi người ở clip sắp tới với những món ăn tiếp theo và ngon lành giống như là cái xe này nữa ha.